trừ bản hit cũ Tình yêu màu nắng, 6 ca khúc trong album 193 gồm Anh đến từ giấc mơ, Cầm tay anh, Có phải anh là, Vội đến vội đi, Có anh bên em mãi, Dệt những yêu thương là 6 thử nghiệm mới của Đoàn Thúy Trang với phong cách pop dance hiện đại trong tiết tấu nhưng mang âm hưởng dân gian ở tuyến giai điệu, tạo nên sự giao thoa mới mẻ. Nội dung của những bài hát này thì là đó là những cái bức thư tình mà Hà đã gửi cho Trang và cảm xúc nó thực sự rất là thật. Toàn bộ ca khúc trong album 193 đều là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà. Đây cũng chính là tình cảm anh dành cho người vợ, ca sĩ đặc biệt của mình. Và ở album này, phong cách và ngôn ngữ âm nhạc giao thoa giữa hiện đại và truyền thống. Hà muốn là đem cái sự tinh tế của những cái âm hưởng dân tộc nó chuyển vào một cách cái khéo léo, chuyển vào cái giai điệu cũng như là khi người nghe người ta nghe được cái hồn dân tộc trong đấy. Ở cái album 193 này thì Trung Quân, điều mà Trung Quân rất thích đó chính là một cái nét dân gian, một cái màu phối khí rất là hiện đại. Quân thấy rằng một Đoàn Thị Trang rất khác, không nồng nàn, không nữ tính nữa mà đôi khi còn là một Đoàn Thị Trang rất mạnh mẽ và mãnh liệt. Sau 4 năm đăng quang Sao Mai dòng nhạc nhẹ, sau đó thành công với bản hit Tình yêu màu nắng, được ghi nhận trên thị trường âm nhạc và ở giải thưởng âm nhạc công hiến, Đoàn Thị Trang mới cho ra mắt sản phẩm đầu tiên, đánh dấu sự trưởng thành và chính thức bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.